Đầu tiên này, câu số 1, mùa này 10. Câu hỏi là interview について筆者の考えに合うのはどれか。Đó là về cái phỏng vấn ấy thì cái nào là cái hợp với lại suy nghĩ của người viết. Các bạn lưu ý ở đây có cái từ interview. Từ interview này là phỏng vấn, nhưng mà phỏng vấn kiểu gì các bạn biết không? Kiểu như là phỏng vấn như là trên truyền hình đấy ạ. Rồi, phỏng vấn trên truyền hình, phỏng vấn ca sĩ đúng không? Phỏng Ừ. vấn cầu thủ đúng nhỉ? Phỏng vấn chính trị gia chứ không phải phỏng vấn xin việc đúng không? Phỏng vấn xin việc hoặc là phỏng vấn để tham gia câu lạc bộ tuyển người ấy, nó dùng từ面接 nhá. Cái bối cảnh nó sẽ khác nhau để các bạn lưu ý. Rồi, với câu hỏi là cái hợp với nội dung thì gần như là chúng ta buộc phải đọc hết đúng nhỉ? Ta sẽ xem người ta viết như nào nhá. Người ta bảo này. Bạn nào hát đấy? Người ta viết này, interview では準備も重要だが, có nghĩa là trong phỏng vấn ấy thì việc chuẩn bị cũng rất là quan trọng, thế nhưng cái từ chuyển ngoặt là nhưng này, nhưng sao, nhưng người ta bảo này,実際の interview の場面になったら一旦その準備で得たものを全て捨てなくてはならない。thế nhưng một khi bước vào trong cái bối cảnh phỏng vấn thực tế ấy, thì chúng ta sẽ phải vứt bỏ toàn bộ những cái mà chúng ta có được trong cái bước chuẩn bị đi. Đấy. Tiếp theo nhá. Câu đằng sau rất là dài, các bạn nhìn câu đằng sau nó dài tận từ chỗ này cho đến đây. Đúng nhỉ? Nó dài 3 dòng. Thì mọi người nhìn này. Nó đang dùng cái động từ dạng thức liệt kê, các bạn nhìn nhá. Iki này đúng không? Đấy. Xong lại động từ này, chưa, xong lại động từ. Vậy thì đây là một chuỗi đấy, một chuỗi cái hành động tác giả cho rằng cần phải làm. Kết thúc của nó là từ cô tổ là việc. Vậy thì chính cái việc đúng nhỉ, chính cái việc gì? Vậy là có ba việc. Chính cái việc chúng ta, thứ nhất đó là ai tên no hanashi o shinken ni fukaku iki, là cái việc chúng ta lắng nghe thật là nghiêm túc câu chuyện của đối phương. Đây là việc một nhá. Việc thứ hai đó là その人が何を言わんと、としているのか丸ごと捉えて。Cái việc thứ hai đó là chúng ta làm sao chúng ta nắm bắt toàn bộ. Marugoto là toàn bộ đấy, có bộ sách tiếng Nhật tên là Marugoto. Bây giờ có nhiều bên người ta dạy bằng cái sách đấy các bạn ạ. Nó sẽ tăng cường cái kỹ năng giao tiếp hơn so với bộ Minano Nihongo, nhưng mà cái người dạy ấy và người học sẽ phải vất vả hơn rất nhiều. Có một số nơi bây giờ người ta bắt đầu đưa vào cái bộ sách này rồi. Nó có từ có nghĩa là toàn bộ, tất cả, nắm bắt tất cả, xem là cái sonohito, cái người đó, cái người chúng ta đang phỏng vấn ấy, họ đang muốn nói điều gì. Đây là cái việc thứ hai nhá. Việc thứ ba là gì, là kamu, là nắm bắt đúng không, nắm bắt một cách chắc chắn. Cái gì nhỉ, cái những cái từ ngữ này, những cái từ ngữ, những cái câu nói tuyệt vời đúng đúng không, những cái từ ngữ, những câu nói tuyệt vời và phong phú xuất hiện tại đó. Tại đó là tại đâu các bạn? Số cô đây Tại là ở đâu? chỗ nơi mình phỏng vấn người ta bạn Đúng rồi, tại mềm buổi phỏng vấn đúng không? Ừ, tại Ba Mền nhỉ. Đấy. Rồi, chúng ta nắm bắt những cái từ này và chúng ta làm sao? Chúng ta nắm bắt cái thông điệp quan trọng mà được được gửi gắm, được chất chứa trong những cái từ đó. Thì đó, đây là điều cần thiết. Số cô cả là Yoi Taiwan á, Umarete, và ở đó và từ đó ấy, nó sẽ sinh ra một cuộc đối thoại rất là tuyệt vời. Và người ta đưa ra một cái định nghĩa này, một cuộc phỏng vấn tuyệt vời là một thứ đấy mà chúng ta có thể tiến hành. Cái này không phải là đọc lại ý nữa nhá, okonaeru, chúng ta có thể tiến hành lần đầu tiên khi mà sao, khi chúng ta quên cái câu hỏi tiếp theo đi mà chúng ta lắng nghe được cái câu chuyện của đối phương, tức là cái người mà đóng vai làm người phỏng vấn ấy, đấy, và người được phỏng vấn, thì cái người phỏng vấn say sưa lắng nghe câu chuyện của đối phương mà quên mất mà là mình sẽ hỏi cái gì tiếp theo, thì đó được coi là một cuộc phỏng vấn thú vị, tuyệt vời, thành công. Thì bây giờ các bạn sẽ xem cái nào là cái hợp với nội dung này.
Câu 1 nhá. 準備したものから離れて相手の話をよく聞くことが重要だ。Đó là quan trọng. Quan trọng là cái việc chúng ta rời khỏi những thứ mà chúng ta đã chuẩn bị và chúng ta nghe thật kỹ câu chuyện đối phương. Đây là đáp án đúng đúng không các bạn? Có hai vế, vế một. Vế một ở đâu trên đoạn này các bạn? Đó là cái câu sau gà để đôi diêu là gà cái phải mình phải vứt đi. Đúng rồi, mình phải vứt đi đúng không? Đây, mình phải vứt đi những cái mà mình đã nhận được trong cái công tác chuẩn bị đúng không nhỉ? Đấy, chính là mình tách ra khỏi nó, nói IK nhá. Thế còn lắng nghe câu chuyện của đối phương là điều quan trọng đâu? Có luôn đây đúng không? Sushi Đúng rồi, đấy. cuối nữa. Thì Jiyo giống như Hit Jiyo nên là đúng đây là một luôn nhá. Câu 2 này. Junbi shita itsumo ni sotte aite kara daiji na message o ikida koto ga jiyou da. Cái điều quan trọng là chúng ta lấy ra được cái thông điệp quan trọng từ đối phương dựa trên những câu hỏi đã chuẩn bị. Câu này sai đâu mọi người biết không? Ngược lại hoàn toàn mình Cái này sai đâu các bạn? cái Người ta câu đã cuối nói là gì? Vứt quên toàn bộ đi những thứ mà chúng ta đã nhận được trong cái việc chuẩn bị đúng không nhỉ? Cho nên nói là dựa trên những gì đã chuẩn bị là sai. Với lại ở đây có thì đấy. Quên thế đi câu hỏi tiếp theo đúng rồi. Nên là câu 2 sai ở đây nhá. Nên là chúng ta sẽ không chọn 2 được. Câu 3 này. Ai tên nó hana shio shikari kiku koto ga taisetsu na no de junbi o suru hitryo wa nai. Cái việc lắng nghe kỹ cái câu chuyện của đối phương vì là quan trọng nên là chúng ta không cần chuẩn bị. Câu này sai ở đâu? sai ở đằng đằng sau đấy ạ, phía sau Được rồi, sai về sau. Nói là không thì cần chuẩn bị là sai đúng không? cái Chỗ chỗ nào khẳng định chỗ đấy là sai. ngay câu đầu luôn ạ, Đúng Jinbin rồi. nó như đà gà. Đúng rồi, đây. Nó quan trọng nên là chúng ta sẽ loại về sau. Thế còn câu 4 này. Để lấy ra được đúng nhỉ? Những cái từ ngữ đấy, những cái câu nói tuyệt vời từ đối phương thì không nên chuẩn bị quá nhiều. Câu này sai ở điểm nào? Nó không nói, nó không nên chuẩn bị quá nhiều. Đúng rồi, không phải là nhiều ít đúng không? Đấy. Nên là chúng ta sẽ loại trừ nhá. Nói chung là đúng là số 1. Tiếp theo này. Bài 2. Bài 2 là một bài văn bản business mang tính chất văn phòng. Chúng ta xem câu hỏi. Câu hỏi này, người ta bảo ấy Midoriyama Bokujo Cheese Tsumeawase o Shanai Hanbai de Kounyu Shitai Shain wa Kijitsu made ni Eiyoka ni Mail de Moshikonda ato Dou sureba ii ka. Những cái người này, những cái người nhân viên, những người nhân viên mà muốn mua đúng không? Muốn mua đây là theo hình thức nhá. Muốn mua theo hình thức bán hàng trong công ty đúng nhỉ? Kiểu như là công ty người ta sẽ bán những cái sản phẩm đấy cho nội bộ, cho những người nhân viên trong công ty đó. Muốn mua cái gì? Muốn mua cái sản phẩm này. Ở đây có cái từ này là một từ khá là hay này, từ tsumeawase. Từ này nó có nghĩa là tổng hợp hoặc là thập cẩm nhá, có nghĩa là có rất là nhiều thứ nó trộn vào nhau. Chúng ta có từ smeru là nhồi nhét ấy, thì smeawate là kiểu như là chúng ta nhồi nhét, chúng ta cho vào hết tất cả đúng không? Thì cái từ này chi smeawate có thể hiểu là cái phô mai tổng hợp, phô mai thập cẩm của cái trang trại tên là Midoriyama này. Những nhân viên mà muốn sản phẩm này ấy thì sau khi đăng ký đúng không? Sau khi đăng ký bằng email với phòng Eiyoka, với phòng kinh doanh đúng nhỉ? Cho đến trước cái kỳ hạn ấy thì phải làm gì? Các bạn nhìn này, chúng ta sẽ để ý những cái biểu hiện nào, những cái biểu hiện diễn tả điều cần phải làm đúng không? Đó chính là những cái kudasai. Đây câu này có kudasai, nhưng câu này là câu thể hiện là đăng ký đúng không? Đây là đăng ký xong rồi, vậy thì người ta hỏi tiếp là cái cần làm phía sau cơ. Vậy thì nó là đằng sau nhá, các bạn để ý tiếp nhá. Đây, Moshikomi Kudasai là ở vế câu hỏi đã có rồi. Do suru wa iika là cái đằng sau, thì các bạn thấy đằng sau người ta nói như này. Tsujou, shanai hanbai no chiharai to, shouhin no owatashi wa
ケリーカーで行っていますが、今回は営業カーで行います。はい。Người ta bảo là gì nhỉ? Người ta bảo là bình thường ấy, cái việc trả tiền, đúng không? Bình thường cái việc trả tiền khi mua trong nội bộ công ty và cái việc trả hàng, trao hàng được thực hiện ở phòng. Phòng này là phòng gì các bạn? KDK là phòng gì? Kinh doanh à? À có không ạ? Không. KDK là phòng kế toán. Ừ. Đúng không? Phòng kế toán. Nhưng mà lần này thì thực hiện ở phòng nào? Doanh. Egyo cả ở phòng kinh doanh. Rồi. Vậy thì chúng ta sẽ loại trừ những cái có gì đây? Có phòng kế toán. Rồi chúng ta sẽ loại những cái có phòng kế toán, đúng không? Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ loại trừ được mấy? Một, hai. Một đúng không? Hai đúng không? Mấy nữa? Bốn. Bốn nữa đúng không? Đây người ta bảo là gì nhỉ? Người ta nói luôn là Chohino Ohatashi, tức là phát cái sản phẩm bình thường là ở đây nhưng mà bây giờ thực hiện ở đây rồi. Thực ra nếu các bạn đọc thêm ấy, đằng sau nó có thêm nhá. Nó bảo là Daikin to hikikae ni sono ba de shouhin o owatashi shimasu. Chúng tôi sẽ trao sản phẩm khi mà các bạn, à đây là nói về tiền thôi chứ không nói về địa điểm. Địa điểm vẫn là câu trước rồi. Vậy thì chúng ta loại luôn cái này đúng không nhỉ? Thì vậy đúng là số 3. Sao? Đấy. Chắc là Sambang đó là cả việc thanh toán lẫn gì nhỉ? Nhận hàng đều ở phòng kinh doanh. Đấy, đấy là cái gọi là làm nhanh nó như vậy nhá. Cái bài này được đánh giá là tương đối là đơn giản so với những cái bài đọc ở trong các văn bản, gọi là tìm thông tin trong bài đọc ngắn ở các đề các năm khác. Thì các bạn sẽ xem nội dung của cái này nó nói là gì mà không cần thiết lắm đâu. Dưới đây là một cái email được gửi đến tất cả nhân viên trong công ty tại một công ty nọ, kính gửi các bạn nhân viên này. Cái sản phẩm rất được yêu thích của công ty chúng ta ấy tên là phô mai tổng hợp trang trại đúng nhỉ, Midoriyama ấy đấy, thì hiện tại đang bán đặc biệt dành cho nhân viên công ty với mức chiết khấu 30% đấy, sau khi chiết khấu là còn 3.500 yên. Những người nào, những ai mà có nguyện vọng mua ấy thì Noe chính là Sitae đấy, sau khi đấy, những người nào mà muốn mua thì sau khi viết viết cái gì, viết cái konnichiwa, viết cái số lượng cần mua cũng như là viết tên vào cái bản đăng ký đính kèm đúng không đấy, và đăng ký qua email đúng nhỉ, đăng ký với phòng kinh doanh trước cái hạn là ngày 9 tháng 3 này. Bình thường thì chúng tôi tiến hành việc thanh toán cũng như là việc trả hàng tại phòng kế toán, nhưng mà lần này là tiến hành tại phòng kinh doanh và chúng tôi sẽ trả hàng lúc các bạn trả tiền. Cái thời gian trả hàng là trong vòng từ ngày 16 tháng 3 đến 19 tháng 3. Rất là mong các bạn hỗ trợ, các bạn ủng hộ. Đấy. Như vậy đúng vậy là ba nhá. Tất cả đều ở Egyo cả hết. Khi mà làm ấy các bạn chú ý đến cái loại trừ đáp án ấy, chứ còn cái gọi là học dịch thì chúng ta bổ trợ thêm thôi, chứ còn các bạn khi các bạn làm bài các bạn không có đủ nhiều thời gian để các bạn dịch hết đâu, mà đặc biệt là dịch hay thì càng không đủ thời gian. Đôi khi là chấp nhận là không hiểu hết toàn bộ nhưng mà phải làm sao để tìm mọi cách để chọn được đáp án chính xác trong thời gian ngắn. Tiếp theo câu 3 này. Câu 3. Tori no kyoku nitsuite hissha no setsumei ni au no wa dore ka? Về cái bộ nhớ đúng không? Kyoku là ký ức hay là bộ nhớ đấy, về bộ nhớ của loài chim ấy, về khả năng ghi nhớ của loài chim ấy thì cái nào hợp với suy nghĩ tác giả? Câu hỏi dạng này thì đúng là chúng ta lại chỉ có cách đọc hết thôi. Đúng nhỉ? Về một cái nội dung nào đó được trình bày trong toàn bộ một đoạn văn thì chúng ta phải đọc hết thì mới nắm được thông tin nhá. Chúng ta cùng xem người ta viết như nào này. Tori wa nichijou teki ni me de atari o kansatsu shi jishin no sekatsu ni totte juyou na mono ka dou ka o 見分け。
必要なものを優先的に記憶しながら暮らしています。Chủ ngữ của chúng ta là thú đi này, con chim ấy, con chim thì nó sống nhá, này con chim nó vừa sống nó vừa, nagara đây là chung cho cả ba động từ này và kiêu cự. Con chim nó vừa sống nó vừa làm ba cái chuyện này đúng không? Chúng ta có thể hiểu đơn giản là con chim nó sống và nó quan sát xung quanh bằng mắt nó đúng không? Đấy, những cái điều mà thường ngày, những cái thứ mà thường gặp trong đời sống bình thường ấy thì là như vậy. Con chim bình thường thì nó sẽ quan sát bằng mắt những thứ xung quanh, nó sẽ nhìn và phân biệt này, nó sẽ phân biệt xem đó liệu rằng có phải là thứ quan trọng với cuộc sống của bản thân nó không, và nó sẽ ghi nhớ đúng không, những cái thứ cần thiết một cách ưu tiên, tức là nó ưu tiên nhớ những thứ cần thiết. Như vậy là đến đây mọi người đã thấy rất là nhiều cái từ gọi là chuyo này, hitio này. Đây là một từ quá quan trọng nha. Tiếp theo, người ta nói yase to shikuka dewa soko ni sonzai suru mono ga chigatte iru tame chuyo to handan sareru mono mo okiku kawatte ikimasu ga handan no shikata zitai wa hen ka shimasen. Người ta đang đưa ra hai cái so sánh. Một đó là yase. Yase ở đây là Hán tự là dã sinh, có nghĩa là hoang dã. Ở đây các bạn có thể thấy người ta giải thích này. Chiren no naka de ikite jōtai, trạng thái sống trong thiên nhiên đấy, đây chính là hoang dã nhé. Và chi cự cả kawarete jōtai, tình trạng thái được nuôi. Khi mà nó ở môi trường hoang dã cũng như là khi nó ở trong trạng thái được con người nuôi ấy, thì bởi vì này ta mẹ bởi vì nha, bởi vì những thứ tồn tại ở đó khác nhau. Ở đó là ở đâu các bạn? Số cô đây là ở đâu? Sẽ cắt chữ chị cũng sẽ cắt chữ. Ừ, đúng rồi, ở môi trường của nó đúng không? Ở môi trường của nó chính là ở đâu đấy? Ở hoang dã hay là ở được nuôi Tự đúng không? nhiên. Đấy. Ừ. Sao nó đơ rồi? Đây. Chính vì gì nhờ? Chính vì những cái thứ tồn tại ở trong những cái môi trường này nó khác nhau, cho nên là sao? Cho nên là cái thứ đúng không? Cái thứ mà nó nhận định, nó cho rằng, nó đánh giá là quan trọng cũng khác nhau rất nhiều đúng không? Đây lại xuất hiện từ Gio tiếp. Thế nhưng có từ chuyển ngoặt gà nhưng này, vậy thì cái đại điều đằng sau nhá. Handan no shikata chi tài wa henka shimasen. Thế nhưng mà cái cách nó đánh giá đúng không? Bản thân cái cách mà nó đánh giá, cách nó nhìn nhận ấy, không có thay đổi. Đấy. Vậy thì tức là sao? Ở trên người ta bảo là nó ghi nhớ những thứ cần thiết. Ở trong môi trường nào đi chăng nữa thì nó vẫn làm sao? Nó vẫn ưu tiên nhớ những cái quan trọng cần thiết. Đấy. Tiếp theo. Người ta nói cụ thể hơn này, shikata chính là yarikata. Chuyo na mono wa shōsai ni, so de nai mono wa sato nagasu kurai no chuui de miru toyu yarikata desu. À, đó là cái cách nhớ như sau. Nó là cái cách làm như sau nhá. Nhưng lại xuất hiện từ cần thiết quan trọng tiếp này. Những thứ nào mà quan trọng ấy thì nó sẽ cho sai ni miru, nó sẽ nhìn một cách chi tiết, kỹ lưỡng, cẩn thận. Còn những cái thứ nào mà không phải như thế, những thứ không phải như thế là như thế nào các bạn? Cần thiết. Những thứ không cần thiết đúng không? Ừ. Những thứ chuyo denai mono đúng không? Chuyo denai mono. Những thứ mà không cần thiết ấy, những thứ không quan trọng ấy, thì nó nhìn với cái sự chú ý như kiểu là thoáng qua thôi. Đấy. Và nhá, cái thứ nào mà gì nhở, những thứ nào mà chuyo to handan sarenakatta, những thứ nào mà không được coi là quan trọng, dondon kyoku no naka kara kiete ikimasu, thì sẽ làm sao đấy, thì sẽ nhanh chóng đúng không, sẽ dần dần nhanh chóng bị xóa khỏi bộ nhớ của nó. Và bây giờ chúng ta sẽ xem nội dung nào chính xác nhá. Câu 1 này, nando mo mita mono chuyo da to handan shite kyoku shite iku. Đây, nó sẽ làm sao đây? Nó sẽ
nhận định đánh giá những thứ mà nó nhìn nhiều lần là quan trọng và nó ghi nhớ. Cái này sai điểm nào các bạn biết không? Nan độ mô mi Đúng rồi, Nandomo Mita là sai nhá. Không phải, ở trên này không có chỗ nào nói là nhìn nhiều lần cả. Nó không đánh giá những cái mà nó nhìn nhiều lần là quan trọng nhá. Chưa? Câu số 2 này. Tekatsu suru basho ga chigatemo onaji mono kyoku shiteiku. Cho dù cái nơi nó sống khác nhau thì nó đều ghi nhớ cùng một thứ. Có phải không không? Không phải. Ở cái nơi sống khác nhau sẽ làm sao nhở? Thì thay cái đổi mà về cách nhìn nó cách ở nói cái thứ nó cho là quan trọng khác nhau đúng không? Thì không thể nào nó ghi nhớ cùng một thứ được. Nên là câu 2 sai nhá. Câu 3 này. Tekatsu ni juyou na mono erate kyoku shiteiku. Nó lựa chọn những thứ cần thiết cho cuộc sống của nó để nó nhớ, đúng không? đúng Đúng rồi, đúng là 3. Thế bây giờ đoạn văn chỗ nào nói cái đấy? Có đúng không? Ngay từ đâu nó đã nói các bạn nhỉ? Ngay từ ý của câu đầu tiên đúng không? Đây. Nó gì đấy nhỉ? Nó nhìn và phân biệt những thứ mà quan trọng trong cuộc sống của nó nhá. Nó ghi nhớ một cách ưu tiên những thứ cần thiết nhá. Đấy. Đây là chúng ta chọn được đáp án đúng là 3 luôn rồi, giống thẹt luôn rồi. Câu 4 này. Tekatsu ni juyou na mono demo kidai ni kyoku kara kiete iku. Cho dù là thứ mà quan trọng trong đời sống của nó, trong cuộc sống của nó thì vẫn dần dần bị mất khỏi bộ nhớ. Đấy. Câu này sai đâu? nó chỉ xóa những thứ không cần thiết. Đúng rồi, nó chỉ xóa những thứ không cần thiết thôi, còn những thứ quan trọng là không nói là bị mất đi đúng không nhỉ? Đấy. Nhiều khi các bạn sẽ suy diễn đấy. Những thứ quan trọng mà mình quên đúng không nhỉ? Ăn còn quên. Các bạn thấy như vậy chưa? Thì các bạn chọn Không. không phải nhá. Ở trên đây là không nói thế nên là đúng phải chọn 3. Tiếp theo này, bài số 4. Tại một văn bản mang tính chất gọi là business sự. Ra đây nó không hẳn business sự lắm, nó là thông báo chung cho cư dân đúng không? Nó thông báo OCAC. Câu hỏi là điều muốn truyền tải nhất đúng không? Điều muốn truyền tải nhất qua cái văn bản này thì chúng ta biết rồi. Với câu hỏi điều muốn truyền tải nhất, chúng ta tìm biểu hiện diễn tả cái mong muốn yêu cầu người ta làm. Chúng ta thấy rằng luôn là câu cuối của đoạn đầu tiên có tên cứ đa sai đúng không nhỉ? Đấy, vậy các bạn xem nó nói gì nhỉ? Shigeo yu kou ni katsuyou suru tame kimerareta kaishubi ni dashite kudasai. Nó bảo là gì nhỉ? Nó bảo là à, vậy thì để phát huy một cách hiệu quả nguồn tài nguyên thì hãy đổ rác đúng không? Vào cái ngày thu gom được quy định. Đấy, hãy đổ rác vào ngày thu gom được quy định nhá. Vậy thì các bạn nhìn thấy này, nó phải liên quan đến đổ rác đúng không? Vậy thì các bạn thấy luôn một ấy, một này nó đang bảo là giảm lượng, chắc chắn là không liên quan đến đổ rác rồi đúng không nhỉ? Số 2 là bảo đừng đổ rác, thôi có liên quan đến đổ rác, ba có đổ rác và bốn cũng là đổ rác. Ở đến đây là chúng ta có được cái thông tin này nhá. Vậy thì muốn biết thêm ấy, đọc câu trước, bởi vì nó có cái từ chuyển ngoặt shikas đúng không? Bạn xem người ta chuyển ngoặt như nào nhá. Người ta viết như sau này. Shi no kisoku では衣類 布類は毎週火曜日の資源ゴミの回収日に出すことになっています。theo nguyên tắc của thành phố ấy, đấy, theo quy tắc của thành phố, theo luật của thành phố ấy, thì sao? Thì những cái衣類 đúng nhỉ? Những cái quần áo Quần hoặc là những áo cái đồ dạng vải đúng này. không? Thì được quy định là phải đổ vào ngày Shigengomi, vào ngày rác gì đây? Shigengomi là rác như nào? Rất tài nguyên. Tài Rất nguyên, rác tài nguyên, rác tái chế đúng rồi. Vào thứ ba đúng không? Vào thứ ba hàng tuần. Đấy. Vậy có nghĩa là chắc là người ta đang đổ nhầm, đổ lẫn gì đấy đúng nhỉ? Rồi xem nốt câu trước nhá. Gần đây này. Đấy. Gần đây thì có rất là nhiều và nudori, có rất là nhiều quần áo hay là những cái đồ dạng vải được đổ vào ngày thu gom rác gì đây nhỉ, kaigomi, vào ngày rác cháy được. cháy. Chắc là bởi vì là irui và nudori cháy được nên người ta đổ nhầm vào đấy đúng không, nhưng mà phải đổ vào ngày shigengomi mới đúng đấy. Cho nên cái gọi là gì nhỉ, kimerareta kaishubi ấy, nó chính là gì? Cái ngày thu ngày Đúng đổ đã rồi, định ngày ngày đổ đổ đã của được quyết định rác chính là cái shigengomi no kaishubi này đúng không? Đấy,
Bây giờ chúng ta sẽ xem cái nội dung nào đúng nhất nhá. Câu 1 là chúng ta loại rồi này, nó bảo là mong hãy giảm cái lượng rác quần áo và vải. Không phải. Câu số 2 nó bảo là đừng có đổ rác cháy đường vào ngày SEA Games Gomi, vào ngày thu gom rác tái chế. Có phải không? Không. Không phải, đúng không? Mà phải là gì? Đừng có đổ gì nhờ? Dark Sigen vào cái Đúng ngày rồi, vào ngày của Kanen Gomi. Kanin Gomi, đúng rồi, không phải là ngược như này nhá. Đấy. Mà cụ thể, thực ra nó nói cụ thể cơ, đúng nhỉ? Cụ thể cái gọi là Shigen Gomi ấy là Iri và Nunori, chứ còn cái này đang nói chung chung quá. Câu 3 này. Iri Nunori wa Shigen Gomi no Kaishubi ni daishite hoshi. Mong muốn là những cái rác, những cái quần áo hay là những cái đồ giặt vải thì hãy đổ vào cái ngày thu gom rác tài nguyên, rác tái chế, đúng không? Đúng. Đúng đúng không? Thì xác là ba. Có bạn nào làm sai câu này lúc làm bài không? Thì tôi nghĩ là nhiều đấy, không ít đâu. Câu số 4 này. Y đuôi, nữ nô đuôi wa Atarashiku tetchi shita kaishu box ni dashite hoshi. Người ta bảo là mong muốn là hãy đổ quần áo cũng như là những cái đồ dạng vải vào cái hộp, đúng nhỉ, vào cái hộp thu gom mà có đặt, có trang bị mới. Ê, cái đấy nó có thông tin ở đoạn sau nhá, nhưng mà cái đấy là chỉ là Chikajo thôi, đúng không, thông tin bổ sung thôi. Người ta có nói là gì nhỉ, những cái đồ gì đây nhỉ, những cái đồ như là quần áo, vải vóc ấy thì sao, thì chúng tôi thu gom ở những cái bốc sự, đúng nhỉ, ở những cái hộp thu gom có gì đây, có đặt đấy, có đặt sẵn ở các cái cơ sở hạ tầng công cộng ở 8 nơi trong thành phố đấy. Sau khi thu gom là chúng tôi sẽ tiến hành tái sử dụng các cái loại quần áo cũ, đúng không, và tái chế tại nhà máy. Rất là mong quý vị hãy hợp tác với chúng tôi. Rồi, như vậy là câu 4 là sai nhá, đây chỉ là ý nhỏ không phải là cái quan trọng. Cái quan trọng nhất phải là cái mục phía trên đấy, còn mục Chikajo là chúng ta viết thêm thôi. Tiếp theo này, bài 5. Bài 5 này khá là khó. Chắc là khó nhất trong 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 tức là để hiểu ấy thì chắc là khó nhất ở trong 5 bài đấy. Câu hỏi của người ta như thế này nhá. Hisawa Hito to de aru koto ni yotte do naru to nobete iru ka. Đó là tác giả ấy, tác giả họ đang trình bày là nhờ việc gặp gỡ con người, nhờ việc gặp gỡ một người nào đó thì chúng ta sẽ trở nên như thế nào, đúng không? Ở đây rõ ràng mọi người thấy có cái gì nhỉ, chúng ta thấy có cái kết quả đó là trở nên như thế nào. Vậy thì các bạn để ý đến đoạn văn ấy, các bạn sẽ tìm những cái biểu hiện diễn tả sự thay đổi đấy. Sự thay đổi ở đâu? Chúng ta có sự thay đổi ở đây này, Yoninaru này, Yoninaru này, chưa đấy nha. Chúng ta sẽ nhìn cái đó. Và cái câu chốt này các bạn nhìn này, nó có cái câu gọi là Mienai quá khứ ạ, Mieru Yoninaru. Chúng ta sẽ trở nên nhìn thấy những cái hán tự, đây là chữ khung. Khung này kiểu như là khung cửa ấy các bạn. Khung cửa, hoặc là đây này, cái mà đang vẽ cho mọi người đây này, thì cái này được gọi là cái khung nhá. Cái viền bao quanh. Chúng ta sẽ trở nên nhìn thấy cái khung vô hình, đúng nhỉ? Mà các bạn nhìn thấy nhá, ở đây này, ở trên nó có nói là cái khung vô hình. Cái khung vô hình là cái làm sao, cái khung vô hình là cái mà nó đang trói buộc chúng ta, đúng không, cái thứ mà nó đang gò bó, nó đang trói buộc chúng ta. Thì ba chữ là động từ diễn tả cái sự trói buộc đấy. Vậy thì chúng ta sẽ nhìn ra cái gì nó đang trói buộc chúng ta, cái khung nó đang trói buộc chúng ta. Vậy thì các bạn sẽ thấy là nó giống nhất cái nào đây nhé, giống nhất cái nào đây, giống nhất thế nào? Phải xuống một đó. Một á? Một đâu phải đâu. Một nó có Mienai quá cự, nhưng mà nó có phải là chúng ta nhận ra cái khung vô hình trói buộc chúng ta đâu. Câu một nó bảo là Số Mienai quá khứ á, Hen na mono da to kizuku. Chúng ta nhận ra rằng cái khung vô hình là cái thứ kỳ quặc. Cái sai là cái chỗ nào nhỉ?
không phải chúng ta nhận ra nó là cái thứ kỳ quặc nhá các bạn nhá, cái đấy là cái sai. Nhi bằng Đúng rồi, đúng ở đây phải là ni bằng. Số 2 là gì đây? là Jibuno nhận shibante tà kangai kata ni kizuku. Mình sẽ nhận ra cái cách suy nghĩ mà nó đang làm sao đấy, trói buộc bản thân nó đang này. trói buộc bản thân. Đúng rồi, cái gọi là kangai kata đây chính là gì đấy, chính là gì, chính là nói khác của cái gì vậy, không của cái mienai, mienai quá khứ đúng không, chính là cái khung đánh quá khứ không ra nhỉ, đấy chính là cái khung vô hình đấy, chúng ta nhận ra cái khung vô hình mà nó thì nhỉ, nó đang trói buộc chúng ta. Thế tại sao các bạn biết, tại sao sensei lại khẳng định là kangekata lại chính là mienai wa ku, các bạn biết không, nó phải liên quan đến suy nghĩ đúng không, ở đâu các bạn biết không, ở câu đầu tiên này này, đây jibun ga yoshiki to omotte ita koto đấy nha, nó có cái sự liên kết hết, nên là chúng ta phải chọn đáp án đúng là số 2. Câu số 3 này, đó là jibun no yoshiki ga machigai datta to kizuku. Đó là chúng ta sẽ nhận ra cái yoshiki, cái thưởng thức, cái kiến thức của bản thân là sai. Cái này sai ở điểm nào mọi người? Ở trên này có nói cái nào là sai trái không các bạn? Không có nói Không sao. có đúng không? Không có nói là sai trái. Nói chung là nếu mà đọc có mấy cái câu này thì chưa ra được đâu. Cái này sẽ phải phân tích, tí giờ sẽ phải phân tích cho mọi người thì mọi người mới hiểu được rõ hơn nhá. Chứ còn nếu mà chỉ nhìn vào đây thì đúng là chưa đủ dữ liệu. Chúng ta chỉ thấy là nó chưa đề cập đến cái gọi là machigai ở đây thôi. Đấy, tí giờ sẽ có phân tích rõ hơn cho mọi người nhá. Câu 4 này. Oka no hito no yoshiki wa rikai dekinai to kizuku. Đó là chúng ta nhận ra rằng cái kiến thức đúng không? Cái kiến thức thông thường, cái kiến thức của những người khác là cái mà chúng ta không thể hiểu được. Chắc chắn là sai rồi. Nên đúng đây phải là số 2. Đấy, chúng ta nhận ra được cái gì nhỉ? Cái cách suy nghĩ nó đang trói buộc chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ dịch toàn bộ cái bài này xem tại sao lại là nó một cách rõ ràng minh triết hơn này. Rồi người ta viết như sau. Jibun ga yoshiki to omotteita koto, soshite mienai wa ku toshite jibun o shibatteita koto, sore o kyoyu shinai hito ga arawareru. Đây. Người ta bảo ấy sẽ xuất hiện một cái người đúng không, sẽ xuất hiện một cái người mà sẽ không chia sẻ đúng không, từ này giống từ share nhá, chia sẻ nhá, sẽ xuất hiện một cái người mà sẽ không chia sẻ, không chia sẻ cái số đây, cái đó đây là cái gì các bạn biết không, Cái mà bản thân mình bị trói buộc. đúng rồi, những cái đề cập đến ở phía trước đúng nhỉ, sẽ xuất hiện một con người mà sẽ không chia sẻ cái gì, sẽ không chia sẻ những cái điều mà mình luôn nghĩ rằng đó là làm sao, Là bình thường. đó là bình thường đúng rồi, đó là gì nhỉ, đó là ai cũng, đó là cái thứ mà ai cũng cho rằng là như vậy đấy, sẽ có người họ không chấp nhận cái điều này đấy, và làm sao có một người họ làm sao họ sẽ không chia sẻ đúng không, họ sẽ không thông cảm, không cảm thông, không có cùng suy nghĩ giống chúng ta với cái việc gì đây nhỉ, với những cái điều mà chúng ta đang gì đây, chúng ta đang bị Trói buộc. những cái thứ mà đang trói buộc chúng ta như là một cái gì nhỉ, như là một cái khung vô hình đúng không, như là một cái giới hạn vô hình. Bây giờ sẽ lấy ví dụ nó dễ hiểu hơn nhá, chẳng hạn có hai nhân vật này, một là nhân vật là watashi đi, watashi đi, watashi là otona, là người lớn này, người lớn thì có rất là nhiều việc phải làm đúng không nhỉ, kiếm tiền rồi thì ăn chơi giải trí, cho nên người lớn ấy cho rằng gọi là benkyo ga iranai, người lớn cho rằng đây ở việc học là việc không cần thiết đấy, đây là xét với trường người lớn thôi nhá, còn đương nhiên là trẻ con thì không nói rồi, họ cho rằng người việc học là không cần thiết đối với người lớn đấy, đây là một điều mà họ luôn luôn nghĩ rằng như vậy, họ cho rằng đây là một điều mà ai cũng biết, và cái suy nghĩ này ấy, nó là thứ mà đang trói buộc họ đúng nhỉ, đang là một cái khung vô hình đấy, đang là một cái tồn tại cố hữu trong họ, và chắc chắn là sẽ xuất hiện một cái người mà sẽ không chia sẻ cái quan điểm này với họ, vậy tức là cái người khác ấy, cái Hito đúng nhỉ,
cái Hito ở đây thì sẽ là người có quan điểm như thế nào? Là Denkyo đi ga iru đúng không? không? Học lại cần thiết. Đấy. Rồi, tiếp theo này, đoạn đằng sau người ta sẽ biết một cách dễ hiểu hơn. Hai số à, これは異常的な人、変な人に思えるかもしれない。Ban đầu ấy, có lẽ là chúng ta sẽ nghĩ đúng không? Đó là một người làm sao? Đó là một người không bình thường đúng nhỉ? Đó là một người kiểu như không có kiến thức thông thường, đó là một người mà kỳ quặc kỳ lạ đấy, cái người mà Otona này nghĩ những cái người mà bảo là người lớn còn học thì học lắm vậy là không bình thường, cả như CC đôi khi vẫn bị nghĩ là học lắm ấy. Học gì suốt ngày học, thế nhưng là kỳ đồ nhưng này số đấy gọi hen đã tổ can di cô tổ đệ hajime te jibun ga atarimae da to omotte ta koto zikaku suru yo ni naru. Thế nhưng mà sao đây? Thế nhưng từ chuyển ngoặt là từ đa kể đồ nhá. Thế nhưng mà chính bằng cái việc, chính bởi cái việc mà chúng ta cảm thấy điều đó là kỳ quặc kỳ lạ ấy, đấy thì chúng ta sẽ ý thức được rằng là sao nhỉ? Chúng ta sẽ ý thức được những cái việc mà trước nay mình đều nghĩ nó là làm sao? Là Nó là hiển đương nhiên, nó là là hiển nhiên, nó đương là đương nhiên. nhiên, đúng rồi. Chúng ta nghĩ người chúng ta nghĩ cái việc mà làm sao nhỉ? Người ta nói rằng học là cần thiết, đấy là kỳ quặc, thì khi mà chúng ta nghĩ như vậy, chúng ta mới tự ý thức được rằng à hóa ra là trước giờ mình luôn luôn nghĩ cái việc là sao? Cái việc học không cần thiết là điều hiển nhiên, điều đương nhiên. Đấy, mình nhận ra những cái gì mà mình trước giờ mình luôn luôn cho rằng như vậy, đúng nhỉ? Và mình nhìn ra được cái khung nó đang, cái khung vô hình, cái thứ mà nó đang giới hạn bản thân mình, cái thứ mà nó đang trói buộc bản thân mình nhá. Thì nhỉ, sát nhất thì vẫn là số 2 thôi, nhận ra cái cách suy nghĩ mà nó đang trói buộc, nó đang ràng buộc chúng ta. Còn lại tất cả đều không phải là cái nội dung của đoạn này, nên là không chính xác, đúng nhất phải là nghi bằng.